Xin chào các anh, đây là cái hộp âm của cái đồng hồ cúc cu các anh. Đó, đây nè, nó tạo ra cái tiếng cúc cu là nó nhờ vào cái hộp âm này. Thì mỗi một cái đồng hồ cúc cu nó sẽ có hai cái hộp âm, một bên thì nó sẽ tạo ra cái tiếng cúc, một bên nó tạo thành cái tiếng cu. Nó sẽ tạo thành hai cái thì nó sẽ tạo thành cái tiếng cúc cu. Đó, thì cái này vừa rồi em về được mấy cái đồng hồ cúc cu. Thì do cái tuổi đời của những cái chiếc đồng hồ cúc cu ở bên Đức nó về thì nó khá là sâu tuổi rồi, nên là có những cái hộp âm thì nó còn xài được, có những cái thì nó không xài được nữa, thì buộc chúng ta phải xử lý lại thôi, bằng cách là chúng ta sẽ làm mới lại cái màng của cái hộp âm này. Đó chính là cái phần giấy này. Thì cái này nó được cấu tạo bằng giấy mà các anh, sắt thép kia còn đang phải mòn bởi thời gian nữa, thì cái chuyện giấy nó hư hỏng nó là bình thường thôi, nên là khi thay thế các anh đừng có buồn phiền. Đó, thì hôm nay em sẽ thay một số các cái màng của cái hộp âm này. Về cái hoạt động của cái hộp âm này, nó giống như là một cái bơm mà chúng ta hay gặp những cái người bán bóng dạo, người ta hay để dưới chân người ta bơm với các anh. Đó, thì khi mà người ta bơm như vậy thì cái hơi nó sẽ thoát ra ở cái vòi, nó làm cho cái trái bóng nó căng lên. Thì ở đây cái hộp âm thì cái nguyên lý của nó cũng như vậy thôi. Tuy nhiên thì cái hơi nó sẽ được thổi vào trong một cái hộp bên dưới này. Thì bên trong nó có cái lưỡi gà người ta xử lý như thế nào đó, để nó tạo ra cái âm thanh. Đó, thì mục đích của cái màng này là nó tạo ra cái hơi mà. Khi cái màng này kéo lên thì nó lại hút cái hơi ở cái khe này vào trong này. Và cái màng này nó sập xuống như thế này thì nó lại đẩy hơi ra, nó tạo ra cái âm thanh các anh nhá. Đó, thì ở đây em đang làm lại thì sẽ dán cái vách này trước, đợi cho nó khô đi sau đó mới gấp giấy để tạo cái màng ở phía trước này. Thì cái giấy ở đây đó, đây là một cái loại giấy cũng khá là bền các anh nhá. Chúng ta đừng có sử dụng cái loại giấy A4 nha, loại giấy đó nó không có cái độ dẻo dai đâu. Cái thứ hai nữa, nó cứng lắm, cái hộp âm nó sẽ không sập xuống được thì cái âm thanh nó sẽ không có phát ra. Đó là các anh đừng có sử dụng cái giấy A4. Thì các anh nào mà đang sử dụng cái đồng hồ cúc cu á, cái âm thanh của nó mà nó không được chuẩn nữa thì các anh nên kiểm tra lại cái hộp âm này. Nó sẽ nằm ở hai bên vách của cái đồng hồ chúng ta, nằm ở phía trong các anh nhé. Thì chúng ta tháo ra và kiểm tra lại cái phần màng này. Đây. Đây là cái màng cũ này các anh này. Đó, hình dáng của nó giống như một cái con thoi vậy đó, cái quả trám, chả biết là con thoi hay quả trám nữa. Đây nè, đó, thì cái phần này gấp để khi nó sập xuống thì cái này nó sẽ ôm sát vào như thế này, hai cái mép này nó sẽ ôm sát vào với nhau. Đó, đây. Đó, rất đơn giản mà lại rất là hay, rất đáng học hỏi các anh nhé. Thì bây giờ em sẽ xử lý lại mấy cái hộp âm này. Trong cái quá trình xử lý em sẽ ghi hình lại cho các anh xem.
Rồi các anh, cái hộp âm của cái đồng hồ em làm xong rồi này. Đấy. Vừa dán cái giấy viền này cho nó đẹp thôi, chứ thực ra quan trọng là cái màng này. Đó. Đây. Các anh nghe có rõ không? Đó, vậy là xong cái hộp âm các anh nhá. Này các anh không biết là đem ra thợ tiền triệu như chơi. Đó, nhưng mà anh nào khéo tay là chúng ta sẽ tự xử lý ở nhà được. Không đáng bao nhiêu cả. Rồi, chúc các anh thành công nhá.